dường hành năm xưa. Trăng ơi trăng ơi, mùa trăng đưa hẹn hò. Ai mùa trăng không, lại đây tôi bán trăng cho. Cô là kẻ thứ ba? Không, thứ hai chứ cô Hường. Vì phía sau anh Quang là đến tôi mà. Còn kẻ thứ ba độc ác nào đó thì chắc cô hiểu hơn tôi. Các người đều giống nhau, thừa tiền mà thiếu lòng nhân đức. Cô ghen tức đó à? Nhưng thôi, tôi không giận gì cô đâu. Ngược lại tôi rất thông cảm với cô, vì tôi biết rằng có thể anh ấy yêu cô. Nhưng ai dại dột đi cưới người tay trắng? Cô im đi, đừng vội tự hào cho rằng mình giàu có. Người đời thường hay nói, giàu sang như nước trên nguồn, gặp cơn mưa lớn nó tuôn một giờ. Tôi biết cô mượn câu nói ấy để tự an ủi cho sự nghèo khó và thất vọng của cô thôi. Chưa biết ai là người thất vọng. Cô lấy cái gì để mà đắc thắng? Bằng căn nhà trọ tôi tan này à? Và đôi bàn tay trắng của cô sao? Tại sao tôi không có quyền tin vào tình yêu? Trái tim vàng và túp liều tranh đã bị cuộc sống hiện thời đẩy vào quá khứ. Gia đình người ta không chấp nhận cô. Cô chưa sáng mắt hay sao? Tôi có tiền, thậm chí nhiều tiền. Dĩ nhiên tôi là châu hiền trong ngôi nhà ấy. Và dĩ nhiên tôi là vợ rồi. Cô im đi, đừng nói nữa. Tôi mơ hồ như trong giấc mộng. Trời ơi, sự thật bé bàng làm tôi uất nghẹn. Lòng người sao đen bạc, nhòa tan như bóng nắng ban chiều. Tâm sự người nghe tim ruột bầm gan, biết nói sao cho cô hiểu được. Lòng của hạng người giả nhân giả nghĩa, cũng không cần ai ban cho chén gạo thỉnh cầu. Về đi, về mà làm cô dâu mới, về đi. Thiệt là không biết lượng sức mình. Rồi đây cô sẽ ân hận. Đi hết đi. Giả dối, giả dối. Con xin mẹ hãy giúp con rời khỏi nơi này. Con không thể nào cưới Mỹ Trinh làm vợ. Nếu mẹ không chấp nhận cho con ra đi, con sẽ chết mất, con sẽ chết mất mẹ ơi. Quang, Quang ơi, mẹ không muốn con xa mẹ. Mẹ muốn lúc nào con cũng ở bên mẹ. Quang ơi, mẹ, tại sao con phải nhất định cãi lời cha con? Cha mẹ đã chọn cho con sẵn rồi. Người ta nề nếp, con nhà đàng hoàng lại có gia sản, sau này họ sẵn sàng giao hết cho con. Mẹ ơi, con không cần những thứ đó. Trong lòng con chỉ có Hường mà thôi. Trời ơi, con biểu mẹ phải làm sao đây chứ Quang? Mẹ, con xin lỗi mẹ. Vì con mẹ phải chịu nhọc nhằn. Quang ơi,
Hoàng ơi, con làm đảo lộn mọi thứ trong nhà này hết. Mẹ, con khổ quá mẹ ơi. Chịu đựng cảnh này đến bao giờ nữa? Vì con mà gia đình tan nát, vì con mà mẹ không được yên ấm tuổi già. Xin mẹ tha thứ cho con, từ nay mẹ hết buồn khổ, vì con sẽ ra bỏ rơi cô ấy trong lúc mang thai, vì bổn phận làm cha của con mà con không tròn chữ hiếu với cha mẹ. Xin mẹ hãy thưa lại với cha cho con xin một lời tha thứ. Quang, Quang ơi, đây là số nợ trang sau cùng. Con ơi, mẹ tiễn con đi về nơi
tóc. Thương ngài nên đuôi không trống rộn ràng, không nhạc mừng hạnh phúc và rượu tân hôn là nước mắt buổi chia lìa. Nỗi đau vào quá khứ, một ngày nào đó cha con sẽ nghĩ lại chuyện hôm nay. Thực tại đau buồn vào quá khứ đắng cay, cha con sum hiệp nỗi mừng vui khôn xiết. Dẫu mẹ có ra sao cũng vui lòng mãn nguyện khi thấy đoàn viên trong hơi ấm thâm. Ở nơi đâu con cũng nhớ về mẹ kính yêu, nơi đây có tình thương mẹ nuôi đời con khôn lớn. Như nước ngoài sông trăm lần xuôi ngược, con sẽ quay về chiếc bờ bến cõi nguồn xưa. Lá xanh hương bóng vương trời, đến khi vàng giọt lá rơi về sẽ trở về khi cha mẹ nguôi cơn giận, vui lòng chấp nhận cho con trẻ dày duyên. Thâm tình con nguyện giữ nguyên, đợi ngày sớm họp thỏa niềm nhớ mong. Quang, ở đâu làm việc gì cũng cho mẹ biết, đừng lo. Ở nhà mẹ không có sao đâu. Mẹ, thưa mẹ, con đi nghe mẹ. Đi đi con. Dạ. Đi đi. Quang, con của mẹ. Dạ, cháu xin chào bác. À, Mỹ Trinh, sao lâu quá không thấy cháu đến chơi? Hay là cháu còn giữ trong lòng chuyện cũ? Dạ không, dù sao anh ấy cũng đã có vợ con rồi, con nghĩ cũng đâu có được đâu hả bác. Hơn nữa dạo này cháu bận nhiều việc ở công ty, nên cháu không thường tới lui thăm bác. Vậy mà bác tưởng... Thôi, bỏ quách cho rồi cháu ơi. Phận cháu hẩm hiu, đành phải chịu vậy thôi chứ làm sao bây giờ hả bác. Nghe phong phanh cháu sắp đi định cư ở nước ngoài, chuyện đó có thiệt không cháu? Sau chuyện anh Quang, cháu muốn đi cho rồi. Nhưng... cháu vẫn còn suy nghĩ về chuyện đi hay không đó bác. Chuyện của cháu bác thiệt lòng lấy làm tiếc à. Trong chuyện này bác không có lỗi gì hết. Ủa, còn bác gái đâu hả bác? Từ ngày thằng Quang nó bỏ nhà ra đi,
bà cứ âu sầu như kẻ mất hồn, giam mình trong phòng không nói không rằng, bắt rầu hết sức nghĩ đó cháu. Thiệt tình á, bác muốn cháu với thằng Quang nên nghĩa vợ chồng, nên bác chọn ngày lành tháng tốt để làm lễ thành hôn cho hai đứa con. Nhưng thật khổ tâm, cánh lực bất tâm đồng, không lẽ hôn nhân không có mặt, chàng rể bác phải trả lời với quan khách ra sao, khổ cho bác bổn phận làm cha. Chẳng qua gì phần số cháu hẩm yêu, chỉ mình cháu yêu thương người ta, để giờ đây chuốc lấy khổ sầu, nên tan vỡ mộng đầu cháu đâu trách hờn ai. Thằng bất hiếu không biết đúng sai để chọn lấy tương lai, không biết giống ai mà dại dột ngu khờ. Còn nhà sang cả có lễ giáo và phòng, thiệt xứng lứa vừa đôi, nó lại chối từ đi yêu phường lãng cha, cứ mèo má gà đồng. Bác quyết từ bỏ không nhận nó là con, xem đã chết từ lâu. Mong bác nghĩ suy mà bỏ quay định, chuyện bỏ nhà ra đi không phải ý của anh Quang. Thứ gái giang hồ lạc chợ trôi sông, gặp cơ hội thì mưu chuyện giàu sang, liền chăng ngay lấy rạp đưa lấy giàu rõ. Nhưng nó đã lầm quên, bác đâu phải thứ hạng để xa vào cái độc. Bác hiểu như vậy thì cháu rất mừng, nhưng chỉ sợ dài lâu bác quên đi, mà kẻ dùng thủ đoạn thì luôn chịu khó chờ đợi. Cảm ơn cháu nhắc nhở bác. Bác còn sống đây thì tụi nó đừng có hòng. Mỹ Trinh. Dạ. Bác hỏi thiệt cháu nghe, vậy chứ cháu còn nghĩ gì đến thằng Phong không hả cháu? Thưa bác, bác đã từng thương cháu như con. Nếu bác hỏi thì lẽ nào cháu giấu bác? Người ta đã làm cho cháu tàn phai héo úa, người ta đã làm cho cháu đau khổ vì yêu, nhưng cháu vẫn ôm hình tượng bóng thấp thẹo cô đơn với tháng rộng năm dài. Như người đang mơ, một cơn mơ giữa ban mai kỳ lạ. Những tưởng hai đứa nên vợ chồng, ai có về đâu. Nhớ chồng người chỉ làm khổ cháu thôi, vẫn biết vậy mà sao lòng vẫn nhớ. Cháu hãy tập quên đi, hãy tập căm thù một con người phản bội, đó là cách vẹn toàn để giữ tâm trí sáng trong. Bác cũng đau buồn trước nghịch cảnh trái ngang, chỉ vì con ngư mà gia phong ô quê. Nhục nhã gia phong là nỗi đau khôn xiết, khơi lại xấu xa là quét sâu vết thương lòng. Bác chỉ mong rằng cháu thành công ở công ty, chuyện thằng Phong hãy cho vào quên lãng. Tệ
tình dở dang hãy xem như mộng ảo để bắt cháu mình còn giữ lại chút tình thân. Lâu nay có nghe tin tức gì về anh Quang không hả bác? Nghe nói nó thuê mướn nhà và sống ở dưới miền Tây. Cuộc sống hiện giờ rất là khó khăn. Con nhỏ kia thì sanh được một đứa con gái. Ôi thì mẹ nào con nấy mà. Mai mốt lớn lên thì cũng như mẹ nó đi cướp chồng lường gạt tiền của người khác thôi. Yêu quên mất. Lâu ngày cháu ghé thăm, hay là cháu ở lại ăn cơm với hai bác nha. Dạ, dạ thôi bác ơi. Tới giờ cháu phải đi rồi, lúc khác cháu sẽ đến thăm hai bác. Dạ, dạ thưa bác cháu về. Bữa nào rảnh ghé chơi nghe cháu. Dạ. Con nhỏ thiệt là tội nghiệp. Con chưa ngủ sao em? Mình làm cách nào? Không lẽ cứ để cho con nhỏ nó uống nước cơm hoài sao em? Chị Liên nói uống vài thang thuốc nam sẽ có sữa. Vậy mà em có thấy gì đâu. Tội nghiệp con nhỏ mới có mấy tháng mà chịu khát rồi, chịu đói nữa. Trong túi không còn đồng nào sao em? Hôm qua con nóng quá, em ẵm nó đi bác sĩ. Hết rồi, còn đâu. Trời ơi, tiền nhà, rồi tiền sữa, tiền thuốc men nữa. Rồi biết làm sao, biết cách nào để xoay sở đây. Vì mẹ con em mà anh phải khổ. Anh vừa là chồng, vừa là ân nhân của em. Trời ơi, là vợ chồng đầu ấp tay gối, cực khổ có nhau. Em nói mấy cái chuyện đó để làm cái gì? Điều quan trọng là bây giờ không biết liệu tính cách nào để gỡ rối. Phải chi gia đình anh nghèo khổ không nói gì đằng này, hay là mình dắt díu nhau ẵm đứa nhỏ về ông bà nội xem sao. Chứ còn ở đây biết xây sở ra sao. Chuyện cũ đã qua lâu chắc nội đã nguôi giận. Là con trong nhà mình hả, mình xin lỗi. Anh nghĩ chắc rằng ba mẹ sẽ cảm thông, vui vẻ mà nhìn nhận lại cháu con. Mau mổ ruột ra chứ đâu phải người dưng. Sự thật lòng em đã không còn hờn giận. Hơn nữa chúng ta đã phạm lỗi với gia đình. Suy nghĩ theo những lời nói của em, anh nhận thấy cũng có phần thích hợp. Nhưng giờ mình biết phải xoay sở ra sao. Nếu mà khổ khổ mãi kéo dài, nhìn em cơ cực anh càng đau xót. Biết làm sao khi anh còn trắng tay. Trước cảnh nguy nan thiếu hụt trong ngoài, cùng đường quẫn trí anh biết liệu sao đây. Mình cứ tạm mượn chị Liên vài bữa. Con bé hết bệnh, em đi làm mướn cho người ta.
Không lẽ mình khổ hoài sao mà anh sợ? Trời ơi, khổ mà đợi vài bữa nữa chắc chết quá. Em à, nói trong hôm nay anh sẽ đi tìm kiếm việc làm, em hãy ở nhà với con, chịu đựng thiếu thốn vài hôm. Nếu việc tìm kiếm thành công, anh sẽ nhanh chân về báo cho em mừng. Không lẽ mình cứ khổ hoài, hết cơn bị cực đến hồi thới lai. Mình đã xây dựng tương lai, không cách nào hơn anh phải kiếm việc làm, vì sợ no ấm trong gia đình và vì vợ hiền con thơ. Nhưng nghĩ đến anh cực khổ không quen, ăn chơi sung sướng đã bao ngày, nay phải gánh vác trong ngoài, em thấy chân lòng xót thương. Nhưng khi hoàn cảnh đã đặt ra, cực khổ vì vợ con anh vẫn không màng, chỉ mong hạnh phúc vẹn tròn để cùng chăm lo con trẻ. Anh đã quyết lòng tìm phương cách kèo chống vượt qua lúc nguy nan, em đã vui lòng yên tâm, chúc anh mọi sự thành công. Thôi, để anh đi cho sớm, xong việc rồi anh về với mẹ con em. Khoan đã anh. Hồi sáng chị Liên có cho mớ nếp mới. Em nấu sôi xong rồi nè. Đi đường xa mệt, anh đem theo ăn kẻo đói. Trời ơi, quả là vợ hiền thương chồng vậy đó. Cực khổ mấy, anh cũng vui lòng chấp nhận. Anh đi nha. Dạ. Khoan đã. Lấy. Trước khi đi phải hung miếng mới đi chứ. Thôi đi. Kỳ quá, hung quá. Này. Thôi. Trời ơi. Anh con... đi nha. Anh đi mau, sớm về với mẹ con em nha anh. Hường ơi, anh đã đi khắp nơi, mỏi mòn rồi mà vẫn chưa tìm thấy được việc làm. Anh bất lực rồi Hường ơi, làm sao anh có thể về nhà nhìn vợ con mình đang đói khổ chứ? Anh là một thằng chồng bất tài, một người cha tệ bạc. Anh phải làm sao đây? Tôi phải làm sao đây Hường ơi? Trời ơi, anh Quang, anh Quang, anh đi đâu mà trông anh phờ phạc quá vậy? Không ngờ gặp em ở nơi này. Em cũng vậy, em cũng không ngờ gặp anh ở đây. Trời ơi, anh ra nông nổi gì sao anh Quang? Em đoán không lầm là cuộc sống của anh không được yên ấm phải không? Anh thật có lỗi với em. Anh ra đi để lại cho em một mình, phải gánh chịu mọi đau thương buồn tủi. Lỗi phải gì hả anh? Giữa con người với nhau cần phải có sự thông cảm, không nên thù hận trong lòng. Anh không ngờ trong giây phút hội ngộ tình cờ này, anh lại làm tổn thương em một lần nữa. Đừng nhắc chuyện đã qua, hãy để nó trôi vào quá khứ. Anh Quang, em thật lòng muốn biết, từ lúc anh đi cho đến bây giờ, cuộc sống xứ người anh xoay sở ra sao, và hiện giờ anh đang ở nơi nào?
nghèo nhỏ hẹp, đủ che nắng che mưa cho hai vợ chồng. Cho đến khi đứa nhỏ chào đời, cuộc sống gia đình có phần vất vả hơn. Nghe anh nói mà em đi sốt ruột, ai làm khổ anh ra đến nông nỗi này? Chuyện anh và em đã hết từ lâu rồi, nhưng em vẫn giữ chút tình nghĩa ngày xưa. Vì vậy cho nên hay tin anh thủ thì giờ vội vã tìm anh, hầu mong giúp anh thoát qua cảnh nguy cùng. Cảm ơn em đã có lòng nhân đạo giúp đỡ tiền chăng, anh không là kẻ ăn mày. Bây giờ anh đã có gia đình thì chuyện nghĩa ân đã hết từ lâu. Vẫn một lòng tự đại, tình bạn giúp nhau có gì mà anh khó chịu? Hiện nay anh làm gì để sinh sống? Có thể vui lòng cho em biết được chăng? Hiện thời anh vẫn chưa có việc làm, lặng lội đi tìm mà vẫn hoài công. Gặp được em đây là tìm đúng chỗ rồi, làm em không tệ bạc anh đâu. Cảm ơn em. Nhưng em cho anh thời gian suy nghĩ có được không em? Tùy anh, em không ép anh đâu. Dù hiện giờ công ty của em đang cần người để lắp vào chỗ cô nhân viên nghỉ việc bỏ trống, em chỉ có ý như vậy, sao anh không về nhà mình để tránh bớt khó khăn? Anh lớn rồi, ông bà có cách nghĩ của ông bà, anh có cách nghĩ của riêng anh. Cả hai nghĩ khác nhau làm sao mà hòa hợp? Anh suy nghĩ cũng đúng vậy. Anh còn phân vân điều gì mà không chịu vô làm công ty của em? Hay anh đắn đo về vấn đề lương phạn? Không, anh không phân vân chuyện đó. Điều quan trọng là anh không biết phải làm gì ở công ty của em. Nè, nếu anh thật lòng muốn làm việc thì em nghĩ điều đó chẳng có khó khăn gì. Khi ra đi, mẹ anh có cho anh một số nữ trang, anh đã tiêu xài hết mà việc làm vẫn chưa tìm ra được. Công ty em ở xa, anh chưa biết cách nào liệu tính. Anh đừng lo nghĩ chuyện đó, anh có thể dọn về ở luôn ở công ty của em. Nè, anh muốn bao nhiêu lương một tháng? Tùy em. Thôi, để mừng ngày mình tình cờ gặp lại, cũng để bàn bạc thấu đáo công việc ở công ty, em xin mời anh đến Mimi Cà Phê để thưởng thức hương vị thơm lừng. Anh hãy cùng với em mình lên xe đưa qua phố xa, cuối nơi quán nhỏ ban chiều á, tình du dương quyến rũ. Ánh đèn mờ ảo như mơ, chúng ta cùng nhau thưởng thức tách cà phê ánh cuộc đời, rồi chúng ta hàn huyên trao đổi. Trời ơi, anh đang nghĩ về mảnh áo chén cơm, đầu óc đâu mà thư thả tâm tình. Anh Quang, em tin là anh sẽ vui lòng, vì chúng mình đã không gặp từ lâu. Nào chuyện bạn bè, chuyện ở công ty, đi hay không là tùy anh à. Em chỉ có lòng muốn giúp đỡ anh thôi. Thôi được rồi, anh cũng muốn tìm hiểu đôi nét về việc kinh doanh công ty của em, tiện thể tìm hiểu thêm chỗ ở. Được, mình lên xe đi anh. Đi em. Dạ.
Dạ em đây. Đang lây quay chắc nước cơm cho con bé. Vô nhà chơi đi chị Liên. Nè, em cầm mấy thang thuốc này vô chổng sắt uống đi. Thuốc đắng khó uống một chút nhưng mà hay lắm. Mấy bữa nay nó còn quạnh hẹ gì nữa không? Dạ cũng đỡ rồi chị. Khóc một chút mệt là nó ngủ luôn à. Cứ như vậy hoài là không có tốt đâu. Nè, em cầm chút đỉnh xoay sở thuốc men đi. Chừng nào có thì gửi lại cho chị. Chị tốt với vợ chồng em quá à. Biết bao giờ em trả được ơn chị. Xứ lạ quê người, không có chị, không biết là em xoay sở làm sao nữa. Chị coi em như là em ruột ở trong nhà. Giúp đỡ lúc khó khăn đó là bổn phận. Đừng có nói với chị mấy chuyện nghĩa ân. Nhưng cũng chính vì coi em như em ruột của chị mà có điều chị suy nghĩ không biết có nên nói ra hay là không nữa. Chuyện gì vậy chị Liên? Sao chị giấu em? Chị không thương em sao? Dạo này thằng Quang thường đi sớm về trễ lắm phải không? Dạ, ảnh bận công việc nên thường khi ở luôn trên đó. Nếu cậu ấy lo làm ăn nuôi vợ con á thì không nói làm gì. Đằng này đã xảy ra chuyện gì vậy chị Liên? Hường à, chính mắt chị trông thấy thằng Quang tâm tình đôi trao với cô gái sang giàu. Họ tha thiết với nhau bằng những câu nói duyên tình. Giữa xứ lạ quê người, lỡ có bề gì ai giữ nuôi con khờ khôn lớn. Hãy bình tâm tìm ra chân tướng. Kẻ chung gối chung chăn một mặt hai lòng. Nỗi cảnh nghèo túng thiếu nên nó mới lừa dối em để chạy theo người xưa. Em không trách, em không trách kẻ cuồng si loạn trí, chỉ giận kẻ chung đôi chân một mặt hai lòng. Nếu như em không vẹn phận dở hiền dấu thảo, không chu toàn đức hạnh một người dở đảm đang, để cho chồng danh giác diệt gia căn, sớm tối lâu đồng tiền bát gạo, sao không nói ra một lời êm ái cho tình nghĩa dịu.
vợ chồng còn trân trọng lúc chia tay. Gieo chi đau khổ đắng cay, nước mắt buồn tuổi không dưới, càng hận tình kẻ bạc bèo. Em đừng buồn khổ nữa, ráng giữ gìn sức khỏe mà lo cho con. Con nó còn nhỏ, rủi có bề gì, đó mới là điều đáng tiếc. Có chuyện gì khó khăn cần giúp đỡ thì cứ nói cho chị biết nghe không? Kìa, dường như thằng Quang về đó. Nè, em nhớ dùng lời lẽ nhẹ nhàng mà khuyên nhủ. Có gì hệ trọng cho chị biết nghe không? Thôi chị về nghe. Hương ơi, em ơi, em nè, từ nay em không phải lo cho con mình khát sữa nữa rồi. Anh mua đủ thứ hết trơn nè, nào là đường nè, rồi sữa nè, rồi anh muốn này cho em nữa nè, đã không, quà cho em nè, còn đây là tiền. Anh không phải lo. Sao vì vậy? Anh đã tìm được người bảo trợ cho nó. Em nói gì lạ vậy Hương? Anh đã vì đồng tiền mà sống với người đàn bà anh đã từng bỏ rơi. Anh có xấu hổ không? Sự bằng cùng đã biến anh trở thành con người vô liêm sỉ. Tới nữa rồi, em nói gì anh không hiểu gì hết á. Anh đóng kịch giỏi lắm. Đến bây giờ tôi mới hiểu thật sự con người của anh. Hãy nói cho tôi biết đi, anh đã chung sống với cô ta bao lâu rồi? Em nói gì lạ vậy? Anh không hiểu gì cả Thu Hương à. Anh vẫn còn đóng kịch à? Anh thay đổi nhanh thiệt mà. Trời ơi, em hiểu lầm anh rồi Thu Hương ơi. Anh hà tất phải tiếp tục diễn kịch làm chi? Tôi đã biết sự qua lại giữa hai người là phải có. Anh xin lỗi em, em tha thứ cho anh. Anh làm việc cho Mỹ Trinh là vì anh hết đường chọn lựa rồi em à. Vì hoàn cảnh gia đình ta bữa đói bữa no, anh cũng không thể nào để cho bé Dung nó đói khát được. Đúng hơn là vì anh. Thôi từ nay đừng trao chuốc câu mỹ miều. Người đổi thay như nắng mưa sớm chiều, vì nhịp cầu yêu nên còn đâu tình yêu chung thủy lúc giao yêu. Niềm đau trở giấc cô liêu nên bé bằng khóc hằng mình tôi. Ai đã bội giống mà em khóc than cho cảnh đời bất hạnh. Anh từ bỏ giàu sang làm thân phiêu bạc, vất vả gian truân yêu quý bạn chung tình. Gặp trăm điều khốn khó, vì hạnh phúc gia đình mình phải tạm xa nhau. Ở nơi đó anh luôn nhớ về em, nhớ tiếng khóc con thơ trong những đêm buồn không ngủ. Thì làm sao anh làm người bán bẻo phủ rẫy, vợ con chạy theo hình bóng xa mờ. Tôi không trách anh vì công việc ở luôn đến đó. Nếu tình yêu không còn thì gần gũi nhau có nghĩa gì đâu. Anh không phải là người xa mà cách lòng, sao em dội hờn ghét vô cớ chứ.
lời tôi nói ra không phải là vô cớ. Anh hãy hỏi lại mình có thật sự yêu tôi không. Tôi biết mình thân phận thấp hèn, đâu thể sánh với người ta sang cả. Người ta trẻ đẹp giàu sang lộng lẫy, dáng ngọc mình ngà quyến rũ kiêu sa. Hai người như bông giới qua thì nên tái hợp cho tình xa về gần. Tôi không trách người đem lòng bội bạc, chỉ giận cho mình không đủ sức giữ tình. Anh không muốn nghe thêm lời nào cay đắng nữa. Sao quan tình cứ ẩn khuất trút đổ lên đầu của anh? Anh làm tất cả là vì vợ vì con. Sao em không hiểu mà còn nặng lời oán trách anh chứ? Nhìn cách ăn mặc của anh, tôi biết chắc rằng anh đang có một cuộc sống tốt đẹp. Hơn thế nữa, cô Mỹ Trinh trẻ đẹp giàu sang, anh cứ quên tôi đi, coi như anh chưa từng ở trong ngôi nhà này. Anh chỉ một lòng yêu có mình em thôi. Anh vào làm công ty của Mỹ Trinh là vì lo cho mẹ con em. Ngoài ra anh và Mỹ Trinh không có sự liên hệ gì hết. Đó là lời nói chân thật của anh. Anh không dối gạt em đâu. Đừng mượn tình yêu để giấu che sự phản bội. Từ bây giờ tôi và anh không còn gì với nhau. Được, em cứ ép buộc anh phải nhận tội lỗi về mình, trong khi những lỗi lầm đó anh không hề thấy biết. Đủ rồi, tôi không muốn nghe những lời giả dối. Tôi không muốn nghe, anh hãy đi đi. Em hiểu anh theo cách nào cũng đúng, vì em đã cho anh không phải là một con người mà là gỗ đá vô tri. Được, anh đi đây, anh đi cho em vui lòng. Giả dối. Anh Quang, em tìm anh khắp nơi. Sau mấy ngày nay anh bỏ công ty. Trời ơi, anh lại uống rượu nữa kìa. Anh không biết thương thân anh thì anh cũng thương em chứ. Tôi chết thì có liên hệ gì đến ai đâu mà phải tìm kiếm. Công ty vắng anh em buồn lắm, anh biết không? Em buồn thì tôi có vui với ai đâu. Tôi muốn say suốt đời để quên tất cả. Vì khi tỉnh tôi bỗng nhớ đến vợ con đang ở nhà không biết ra sao. Con thơ ngủ yên hay là thức giấc, vợ hiền giả áo lúc nhà cư, không biết bây giờ ngủ hay chưa. Anh đã qua một thời khổ cực, bây giờ đâu phải lúc bận tâm. Suốt ngày giải khuây với men rượu, thấy anh em càng buồn khổ. Tôi từng chi anh đài đọa cuộc đời. Tội nghiệp cho Trinh, vì tôi mà phải bận lòng. Tôi đâu xứng đáng để Trinh buồn, để Trinh đợi chờ héo hắt tuổi xuân. Em đâu có sợ thiệt thòi, tháng rộng năm dài mình càng hiểu nhau hơn. Để làm gì với một người đã an phận? Anh Quang, để quên hết tất cả, để làm lại từ đầu. Uống.
Uống với anh một ly đi Mỹ Trinh. Anh Quang, anh đã sai rồi đó anh Quang. Không. Anh không có sai đâu nha. Anh muốn em uống với anh chỉ một ly thôi là cũng đủ rồi. Uống, uống đi em. Thôi được, em uống đây. Hãy uống vì tình yêu. Không, vì tương lai của chúng ta. Đây là ly rượu thơm nồng, kính mời anh hãy cạn chung. Gọi là chúc tình cảm gửi trao khi ta xa đã bao ngày. Uống cạn đi anh ly rượu tình nồng mà đượm, thời gian trôi đi không bao giờ trở lại. Ly rượu này tôi uống để tìm mà quên nỗi nhớ niềm thương đang dằn xé ở trong lòng. Và ly rượu thứ gì nỗi đau dần tan biến, tạm quên hết chuyện đời để cùng em vui trong. Vì ngày gặp lại anh sẽ uống cạn ly này. Cạn ly này rồi thêm ly nữa. Thằng Quang bê tha chè chén. Em có hận anh không hả Mỹ Trinh? Không, em không ân hận quán than cho đời mình. Hãy xem như bột bèo xuôi ngược. Lần yêu cuối rồi mai này trong giá băng, trong bóng đêm âm thầm cô yêu, phương xa nào nhớ thương về nhau, giấc mơ tình vẫn còn ấm trong lòng em. Tình buồn sâu sầu ngừng trôi giữa trời. Nửa kiếp phiêu lưu giữa cuộc đời, bèo mây trên sóng xa rồi, mong gì lưu luyến chén cay men nồng, mong đời tìm quên trùng quan để bèo mây vui dậy hối ngô. Chỉ mong tình yêu một lần chớm nở cho cánh hoa trôi, lưu nhớ mãi bên sông.
thiên đường hạnh phúc. Anh Quang, hạnh phúc còn đâu khi mộng ước trôi xuôi, người trong tim chỉ còn là ảo ảnh. Chẳng biết đâu trong những ngày xa cách, bão dậy cuồng phong vùa dập nát gia đình. Anh bỏ đi là mong tìm lại chút thanh bình. Đáng quý thay mỗi lần xảy ra xáo động, luôn có trên bên mình an ủi sớt chia. Tâm tình em làm rung cảm trong anh, cảm xúc mân quân len qua trí nghề. Ai xuôi bèo mây một lần hiểm ý, cho hương tình yêu phảng phất ở tâm hồn. Anh đau buồn vì rạng vỡ da can, em tuyệt vọng khi tim yêu hờ hững. Hai nỗi đau xây nhịp cầu nối những bờ yêu. Anh Quang, uống đi anh, để quên đi người làm cho anh buồn anh khổ. Và hãy xem em là người ấy của đã chờ đợi bao ngày, giờ mới được gặp anh để cùng nhau tâm tình gửi bao lời tha thiết. Đã bao lâu mới trùng phùng, xin đừng hoang phí thời gian. Tôi ở nơi đâu, dương trần hay chốn thần tiên, mà sao tâm tư mơ hồ như lạc vào cõi xa. Chuyện lạ lùng, anh chỉ biết có
yêu em. Anh Quang, em cũng yêu anh. Vũ Quang, không hiểu vì sao em yêu anh tha thiết, nhưng càng yêu anh em càng muốn quên anh, vì biết rằng anh không hề yêu em. Cảm xúc vừa qua chỉ là giả tạm, mình tự lừa dối trái tim mình, rồi sự ngộ nhận sẽ nhanh chóng qua đi như sương tan, như chiếc bóng nhạt nhòa trên phố. Định mệnh ơi, sao mi cay nghiệt bão tàn, bóp chết một kiếp người bất hạnh. Cứ mỗi lần muốn quên thì hình bóng ai kia cứ chập chờn trước mắt. Cứ mỗi lần muốn quên, sao hình ảnh ai kia cứ dâng đầy. Em nên làm tất cả để cố anh, nhưng trong lòng anh không hề khổ em, không hề cố em. Chỉ một người duy nhất, đó là vợ của anh. Không, em không còn ở lại đây làm gì nữa. Xin vĩnh biệt, vĩnh biệt. Anh Quang ơi, anh đã xa em thật rồi, duyên tình mình từ nay cũng hết. Duyên đôi ta thôi đành đôi ngã chia xa. Anh quay về với người tình xưa, chân trời mẹ con em sẽ yên vui khi biết rằng anh đã có nơi hạnh phúc. Thương trời ơi, tôi đã làm cho gia đình tôi tan nát, là người cha tội lỗi, là người chồng bạc bẽo xấu xa. Thu Hương ơi, em về đâu khi chung quanh em đầy cạm bẫy? Em về đâu, Thu Hương? Trời ơi, vậy mà mười mấy năm qua má âm thầm im lặng, để thời gian dày xé tấm thân tàn. Nỗi khổ chồng con ngày càng chồng chất thêm hơn, để bây giờ thân tàn lực kiệt. Em thấy trong người em ra sao rồi Thu Hương? Chắc là em không sống được bao lâu nữa rồi. Em đừng nói như vậy, Phương Dung vẫn luôn kề cận bên em đây mà. Mong em hết bệnh để nó đi tìm ba nó. Tội nghiệp con tôi, vì tôi mà nó phải khổ. Em hãy ráng gượng sống để dạy dỗ nó nên người chứ. Em không sống được đâu chị Liên, chị là ân nhân đáng quý của mẹ con em, là người dân không ruột rà máu thịt, mà thi ân không cần đền đáp lại.
Trước khi từ biệt cõi thế gian, em lại phải cứu mang ơn của chị, nhờ chị đưa Phương Dung về với ba của cháu. Em nỡ nào bỏ chị mà đi sang Thu Hường? Má ơi, má đừng bỏ con nghe má. Biết làm sao hơn được với số phận nghiệt cay. Ôi, bao nhiêu quan trai là do má tạo ra. Con ơi, má chỉ có đôi lời nhắn nhủ con. Hãy yên lòng chờ một ngày hạnh.
Đó là nguồn hy vọng lớn nhất đời em, là niềm an ủi cuối cùng trước giờ nhắm mắt. Nhưng hoài bão ấy biết có nhìn thấy được hay là mộng ảo hư vô. Vì sức của em, sức của em đến lúc nguy cùng. Xin chị thương em mà nuôi dưỡng con khờ, vì tuổi qua niên nó chịu nhiều bất hạnh, cha mẹ xa rời nó sống chịu mồ côi, để cháu không thẹn tuổi với bao người dù phải sống trong tình thương giấy mừng. Mai sau nó tìm được cha ruột là em vui mãn nguyện dưới quan mộ. Người sắp lặng im có trăm điều muốn nói, kẻ phải xa lìa lòng mong muốn gặp lại người xưa. Nhưng sự đời thường thôi bất công, nên lời sau cuối cũng nhạt nhòa theo khói mây. Trời ơi, Thu Hương, Thu Hương à, em làm sao vậy? Thu Hương, má ơi, má. Đừng, đừng như vậy mà con. Đã khôn lớn rồi, mẹ vẫn bên con đây. Má ơi, má đừng làm con sợ nghe má. Thu Hương, con hãy đứng với má đi. Đứng đây đi con. Má, đừng bao giờ oán hận ba nghe con. Vì, vì má, 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 má yên lòng, yên lòng tha thứ. Thu Hương, tội nghiệp thằng Quang. Từ ngày về tới bây giờ tánh tình nó thay đổi, không hờn dẫn chuyện ngày xưa mà còn tỏ ra ngoan hiền. Đôi lúc tôi thấy mình có lỗi đó bà. Hồi trước ông thấy được như vậy thì bây giờ tôi đâu phải cực khổ bưng cơm dừa nước cho ông. Ủa, bấy lâu nay con Trinh nó có thư từ hay là tin tức gì cho bà không vậy? Có. Hồi ở bên này á, nó không có ưa gì tôi, tưởng nó hận tôi về cái chuyện bao che cho thằng Quang. Ai dè từ lúc sang bên kia tâm tình nó trở nên đổi khác, khiến tôi cho tôi thầm tâm hối lỗi. Nó nói nhiều đến chuyện tình dở dang, không được dâu ngoan thì làm con ở trong nhà. Không biết bây giờ sống chết ra sao, bổn phận làm ông tôi cũng đau lòng. Nhưng trước cảnh này liệu tính làm sao? Trong thư con Trinh cũng nói xa gần, nó không bao giờ trở về quê hương. Tội nghiệp, cũng tại thằng Quang mà nó bỏ đi biệt xứ, trong khi công ty của nó đang ăn nên làm ra. Ý trời không thể nào lường biết được.
Thôi, chuyện cũng đã qua hết rồi. Bà nói với thằng Quang là tôi đồng ý cho nó đi tìm rước vợ con nó về đây. Thiệt vậy hả ông? Ừ. Ông nói thiệt phải không? Tôi nói thiệt. Để tôi cho thằng Quang biết chuyện này. Dạ, dạ thưa ông bà, đây có phải là nhà của chú Vũ Quang không ạ? À? Cháu là con cái nhà ai? Hỏi thăm chú ấy có chuyện gì không? Dạ, tại vì cháu là... Dạ, nếu như không đúng nhà của chú thì thôi, cháu xin phép đi chỗ khác ạ. Nè nè nè, kìa kìa kìa, cháu. Có chuyện gì mà cháu ngập ngừng? Nếu cái chuyện quan trọng cháu cứ thưa qua với hai bác cũng được. Có chuyện gì vậy cháu? Dạ, dạ nếu như không gặp chú ấy thì cháu xin chào hai bác ạ. Nè nè nè, cháu. Khoan đã cháu. Chú là Vũ Quang? Phải. Chú đây, có chuyện gì không cháu? Con là... là Phương Dung, con ruột của ba nè. Con là Phương Dung. Dạ phải, con là con gái của ba nè. Ba. Con là con của ba. Đúng rồi, Phương Dung, con của tôi đây mà. Ba. Con gái của ba. Trời ơi, con gái của tôi. Ba đi tìm con khắp nơi mà tâm tích con vẫn biện biệt. Ôi con của tôi. Mười mấy năm trời con phiêu bạc nơi đâu, ba tìm con khắp nẻo mà con vẫn bạc tâm. Hình bóng con yêu dần tâm cá mệt mùng. Trời đất xót thương nên suối ngày tương hội. Phút vui mừng gặp mặt trong quá khứ, hãy cho vào dĩ vãng tôi tâm. Nối lại chuyến đầu cho phỉ vàng chờ mong, bạn sẽ đứng ra thu xếp cho vẹn bề. Duyên nợ dở dang, con là người có lỗi. Đi xa? Con vừa nói gì? Phương Dung, đây là bức tâm thư trước khi đi xa người ân cần gửi lại. Anh Quang,
Bây giờ mình mới thật sự chia xa. Những lần hờn dỗi chỉ là giả tạm. Ở đây buồn lắm, mỗi chiều nhìn nước nổi dâng cao là lòng em cồn cào nhớ về kỷ niệm. Thương đời chúng mình như cánh nhạn cô đơn. Trời ơi, tiếng của người thương từ ở muôn phương xuyên qua núi sông vọng đến bên tai não nề thế thiết. Em có nghe chăng lời anh da diết thương nhớ người yêu mà nước mắt tuôn tràn. Quán hận ba nhiều lắm phải không con? Ba đã tạo ra con mà không vun đắp cho con tròn hạnh phúc. Mười mấy năm nỗi buồn gặm nhấm, lương tâm từng đêm cắn rứt dài dò. Ba có lỗi với con nhiều lắm. Kiến nghĩa bất cứ gì. Trời ơi, nhưng thật sự ông bị thèm sát ràng buộc. Tôi quý con hường vì chịu thương chịu khó. Cuộc sống ta mà nhân nghĩa hiền lành. Cha, con không dám hận cha người đã tạo ra nghịch cảnh. Chỉ xót xa gì vết tích xưa cũ lỗi thời còn tồn tại trong tâm thức của người hôm nay. Ba vui lòng bỏ hết cho ông, con khát khao được sống trong tình thương của nội. Trời ơi, mười mấy năm thâm tình cách biệt, giờ gặp lại những tưởng gột rửa hết đau thương. Ngờ đâu phúc tương hủy trùng phùng, cái đắng xót xa chồng chất lên đầu con trẻ. Qua nơi chính ba là người gây nên tội, phải chi ba được chết để thay bất hạnh cho vợ của con. Thân già ba tiếc gì đâu để cho con trẻ bên nhau sum vầy. Ngài xung hiệp chứng kiến cảnh tình chua xót, cay đắng khai tôi là kẻ tạo ra. Chân thành nhân lành giao chung là ruột thịt, cho người mẹ chôn suối vàng được thanh thản phiêu diêu. Thu Hường ơi, xin em hãy tha lỗi cho anh. Dù em không hờn trách anh, nhưng anh cũng cảm thấy mình đau khổ và ân hận.
Anh chỉ mong chết theo em cho vẹn nghĩa tình. Trong những ngày xa mẹ con em, anh chỉ biết cầu xin đấng quyền năng cho anh gặp lại em, để anh nói với em rằng anh không phải là người vô tình bạc nghĩa. Nhưng có ai nghe thấu được lời anh? Phương Dung, gặp được nội với ba rồi, quên dì Liên phải không? Thưa nội, thưa ba, đây là dì Liên kết nghĩa với má con. Nước lã người dưng, nhưng tình thương còn hơn ruột thịt. Con tìm được nội với ba là nhờ ơn của dì đó. Tôi nóng lòng chưa biết cháu ra sao, nên mạo muội vào đây chưa xin phép. Hóa ra cả nhà đều đoàn tụ vui vẻ. Tôi rất vui vì đã tròn lời hứa với Thu Hường. Cha con tôi xin chân thành cảm ơn tấm lòng của chị. Nếu không có chị, tôi không biết con tôi sẽ ra sao nữa. Cô quả là người nhân đức. Thay mặt gia đình, tôi xin ghi nhận tấm lòng tốt của cô để ngày sau đền ơn đáp nghĩa. Thôi, bây giờ có mặt đầy đủ, tôi xin nói một câu. Phương Dung là kết quả của mối tình trái ngang đau xót, mà mối tình đau xót đó do chính nội của nó gây ra. Cho nên tôi hứa với những người thân là từ nay sẽ yêu thương và xem cháu như báu vật quý nhất trong cái quãng đời còn lại của tôi. Hứa là giữ lời đó nghe không? Chứ sao mà. Thưa ba má, không vì lỗi lầm ngày xưa mà ba má hất hủi con của con. Ơn đức ấy con nguyện khắc ghi, để mãi xứng đáng là đứa con hiếu thảo của ba má. Ông nội ơi, con thương ông nội nhiều lắm. Thương thiệt không? Dạ thiệt. À, ba, con cũng thương ba nữa. Con, thằng cha mày, còn bà nội đây sao mày không thương? Dạ, con cũng thương bà nội thật nhiều. Tất cả đều là những người thân yêu nhất của con. Phương Dung, con của ba. Ba, nội. Dung, con.